em loan mến chào anh chị đã ghé kênh cơ tướng của em hôm nay em xin gửi đến anh chị những ván cơ được trực tiếp trên kênh thiên thiên kỳ phổ trong đó nữ kỳ thủ việt nam có nickname là chén đi anh lần lượt đối đầu với bốn đại sư khét tiếng trung quốc nào mời anh chị cùng xem chơi đến đây mạnh thần không thể đỡ nổi vì vậy mạnh thần đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây hồng chí không thể đỡ nổi vì vậy hồng chí đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây đường đan không thể đỡ nổi vì vậy đường đan đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây, Tào Nham Lỗi không thể đỡ nổi, vì vậy Tào Nham Lỗi đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.